Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, lũ quét bất ngờ hoành hành qua lỗ cầu ở Thành Đô thật đáng kinh ngạc. Tờ Export Times ngày hôm nay đưa tin, nhiệt độ cao liên tục và thời tiết khô hạn ở khu vực Tứ Xuyên Trùng Khánh của Đại Lục vẫn chưa kết thúc. Những trận mưa và lũ lụt xối xả lại đến. Vào ngày hôm nay, một ngọn núi đột ngột bị lũ lụt ở Chengdu Dai tràn qua lỗ cầu đã được đẩy trên danh sách tìm kiếm nóng Baidu. Một số cư dân mạng cho rằng lũ dữ dội và đáng sợ quá. Theo tin tức của CCTV vào ngày hôm qua, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn tại địa phương, một thảm họa lũ quét đã xảy ra ở quận Dai, Thành Đô, Tứ Xuyên và Dai đã xâm nhập vào núi Tuyết Si Linh, phần đường giao thông đã được kiểm soát. Đoạn video trực tiếp cho thấy nước lũ do lũ quét hoành hành, lao xuống với tốc độ cao rồi chui qua lỗ cầu, khiến cảnh tượng kinh ngạc. Trước đó một ngày, Cục Thủy lợi Thành Đô và Cục Khí tượng Thành Đô đã đưa ra cảnh báo màu vàng về thiên tai lũ lụt trên núi, cho biết từ 20 giờ ngày hôm kia đến 20 giờ ngày hôm qua, khả năng cao xảy ra thảm họa núi lửa ở Bành Châu và Du Yang Yan màu vàng. Trùng Châu, núi lửa màu xanh lam có thể xảy ra ở quận Dai Y, thành phố Khe Lai và quận Puyang. Theo báo cáo, ngày hôm nay hầu hết lưu vực Tứ Xuyên nhiều mây có mưa rào hoặc dông vài nơi, kèm theo các đợt gió giật mạnh trong thời gian ngắn. Sức gió cục bộ có thể đạt cấp 7 trở lên, lượng mưa nhìn chung ở mức trung bình đến mưa lớn. Trong đó, các thành phố Quảng Nguyên, Miên Dương, Đức Dương, Thành Đô, Y An, Lạc Sơn, Bang Dông, Nan Trong có mưa to vài nơi, có nơi mưa rất to. Trong 3 ngày tới, Tứ Xuyên sẽ mở ra một đợt mưa rõ rệt từ Tây sang Đông, mưa dữ dội ở một số khu vực và mưa lớn cục bộ. 10 giờ ngày hôm nay, Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục phát cảnh báo mưa bão màu xanh. Dự kiến từ 14 giờ ngày hôm nay đến 14 giờ ngày mai, khu vực Bắc và Tây lưu vực Tứ Xuyên, Nam Thiểm Tây, Bắc và Đông Nam Hà Nam, Nam Sơn Đông và Bắc Giang Tô có mưa lớn hoặc mưa to ở các vùng phía Bắc An Huy, Trung Bộ Hồ Bắc, Tây Bắc Hồ Nam, Đông Phúc Kiến và Đông Nam Tây Tạng. Trong số đó có những trận mưa bão lớn từ 100 đến 200mm ở các khu vực phía Nam Thiểm Tây và phía Bắc lưu vực Tứ Xuyên. Một số khu vực nêu trên có mưa lớn trong thời gian ngắn, lượng mưa mỗi giờ lớn nhất từ 30 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 60mm, có mưa dông mạnh cục bộ kèm theo mưa dông và gió giật mạnh. Từ 8 giờ ngày mai đến những ngày tiếp theo, Đông Nam Tây Tạng, Nam và Đông Thanh Hải, Tứ Xuyên, Trung và Bắc Trùng Khánh, Trung và Nam Thiểm Tây, Trung và Nam Hà Nam, Nam Sơn Đông, Tây và Đông Bắc Hồ Bắc, Trung tâm An Huy, Giang Tô và Nam Giang Tây, Quảng Đông và các nơi khác có mưa vừa đến mưa to. Trong đó, có những đợt mưa to đến rất to từ 100 đến 170mm ở các khu vực Nam Thiểm Tây, Trung Hà Nam, Tây Hồ Bắc, Bắc lưu vực Tứ Xuyên và Bắc Trùng Khánh. Thiên tai tại Trung Quốc, nơi hạn hán kỷ lục, nơi mưa xối xả cuốn trôi nhiều nhà cửa. Thưa quý vị, trong tháng qua, gần một nửa đất nước Trung Quốc đã bị bao phủ bởi nhiệt độ cao, khiến vùng hạn hán mở rộng gây ảnh hưởng nguồn cung cấp điện và nguy cơ mùa màng. Trái lại, nhiều tỉnh miền Bắc Trung Quốc thì hứng chịu những trận mưa lũ xối xả. Dự kiến tình hình thời tiết hạn hán và lũ lụt này sẽ tiếp tục kéo dài trong một tuần tới. Nhiệt độ cao bao trùm một nửa diện tích Trung Quốc. Vào lúc 6 giờ sáng Chủ nhật, Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc lại đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ. Dự kiến trong ngày mai, các vùng như Nam Cam Túc, Nam Thiểm Tây, Hà Nam, An Huy, Nam Giang Tô, Thượng Hải, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến, vùng Trung tâm và phía Đông Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Đông và Bắc Quý Châu, Đông Bắc Vân Nam, Bắc Quảng Đông, Bắc Quảng Tây có nhiệt độ cao từ 35 đến 39 độ C, trong đó nhiệt độ cao nhất ở các khu vực phía Nam Thiểm Tây, Đông Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc, Trung và Bắc Hồ Nam, Đông Nam An Huy, Tây Bắc Giang Tây, Trung và Nam Chiết Giang có thể lên tới trên 40 độ C. Nhìn chung khoảng 17 tỉnh, khu tự trị và thành phố của Trung Quốc sẽ phải hứng chịu thời tiết nhiệt độ cao cực đoan. Kể từ ngày cuối tháng trước đến nay, Trung Quốc đã trải qua 32 ngày liên tiếp có cảnh báo nhiệt độ cao, trong đó ngày thứ 10 liên tiếp cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ. Vào lúc 18 giờ tối thứ Bảy, Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc đã công bố danh sách nhiệt độ cao của 10 khu vực hàng đầu trong ngày hôm đó cho thấy cả 10 khu vực đều ở Trùng Khánh và nhiệt độ đều trên 43,7 độ C.
Dự báo đến ngày thứ ba tuần tới, Trùng Khánh vẫn duy trì thời tiết nắng nóng trên diện rộng, có thể lên tới 43 đến 45 độ C ở một số khu vực. Tính từ ngày cuối tháng trước, trung bình tổng số ngày ở Trùng Khánh chịu nhiệt độ cao có thể lên tới 40,8 ngày. Là mức được cho là cao nhất, được biết đến kể từ khi Trung Quốc có lưu dữ liệu khí tượng. Đài khí tượng Trung Quốc cho biết hôm thứ Sáu rằng trong tháng qua, khoảng 4,5 triệu km vuông đất liền ở Trung Quốc đã trải qua nhiệt độ từ 35 độ C trở lên. Mức nhiệt độ cao bao phủ vùng diện tích này chiếm khoảng một nửa tổng diện tích đất liền của Trung Quốc. Hơn 200 trạm quan trắc quốc gia đã quan sát thấy nhiệt độ cao kỷ lục, đặc biệt như nhiệt độ ở Bắc Bộ, Trùng Khánh lên tới 45 độ C. Đài khí tượng cho biết và dự đoán đợt nắng nóng sẽ kéo dài đến ít nhất là đến 10 ngày tới. Năm tỉnh gồm Chiết Giang, Giang Tô, Đông Nam Phúc Kiến, Tây Nam Tứ Xuyên và Trung Tâm Hà Nam đã báo cáo các trường hợp say nắng và 2 trường hợp tử vong. Mưa lũ lớn ở phía Bắc Trung Quốc. Quý vị thân mến, ở Trung Quốc không chỉ đang trải qua hạn hán vì nhiệt độ cao kỷ lục mà một số nơi khác lại diễn ra cảnh trái ngược khi hứng chịu những trận mưa lớn và lũ lụt chết người, làm nhiều nhà cửa bị cuốn trôi và hàng ngàn người phải di rời. Cơ quan khí tượng Trung Quốc hôm thứ Bảy cảnh báo những nơi như Thanh Hải, Cam Túc, Ninh Hạ, Thiểm Tây, Sơn Tây, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Đông, Hắc Long Giang, Cát Lâm, Vân Nam, Quảng Tây sẽ phải đối mặt với mưa lớn trong tuần tới, có nơi mưa cực lớn. Tờ The Paper vào thứ Bảy dẫn lời ông Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Li Gongjing dự đoán rằng trong tuần tới, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với tình trạng lũ lụt và hạn hán chồng chất nghiêm trọng. Ông Li Gongjing cho biết, từ tình hình cho thấy vấn đề hạn hán ở các khu vực trung và hạ lưu sông Dương Tử, hồ Phàn Dương và hồ Động Đình sẽ tiếp tục phát triển. Hệ thống nước ở một số lưu vực như tại sông Tùng Hoa, sông Hải Hà, thượng lưu và trung lưu sông Hoàng Hà, đặc biệt là vùng Nội Mông và thượng lưu của dòng chính Bắc và sông Vị, Hải Nam và các ven sông biển ở lưu vực sông Tây Giang sẽ có khả năng xảy ra lũ cao vì mưa tương đối mạnh. Vào thứ Sáu, nhiều nơi ở phía Bắc Trung Quốc đã có mưa lớn hoặc mưa xối xả, bao gồm ở Thiên Tân, Đường Sơn và Tần Hoàng Đảo, Hà Bắc, Hồ Lô Đảo, Liêu Ninh, Miên Dương, Tứ Xuyên. Một số nơi khác ở tỉnh Hà Bắc, lượng mưa từ 266 đến 330 mm, lượng mưa hàng giờ tối đa là 30 đến 60 mm, trong đó có những khu vực lên đến hơn 80 mm. Theo các nguồn tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc, lúc 22 giờ 25 phút ngày hôm qua cho biết, một trận mưa lớn bất ngờ tại huyện Đại Đồng, thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải đã gây ra lũ quét, sạt lở và chuyển hướng chảy dòng sông, khiến gần 6.245 người thuộc 1.517 hộ gia đình tại 2 thị trấn và 6 thôn bị ảnh hưởng. Tính đến nay đã có 24 người thiệt mạng và 8 người vẫn mất tích. Hiện Sở Chỉ huy Mặt trận đã được thành lập với tổng số hơn 2.000 người và hơn 160 phương tiện được cứu hộ, cứu nạn. Công tác cứu hộ đang được tiến hành. Những người dân bị ảnh hưởng cho biết lũ quét đến quá bất ngờ, nhiều người cho hay vẫn bị mất liên lạc với người thân trong gia đình. Ngoài ra, một trận lũ quét bùng phát ở Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên khiến nhiều du khách đang chơi đùa trên sông thì mực nước bất ngờ dâng cao, làm nhiều người bị lũ cuốn trôi, ít nhất 7 người chết. Mưa lớn liên tục ở phía Tây huyện Bắc Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên cũng gây ra lũ quét khiến 6 người thiệt mạng và 12 người mất liên lạc. Tình hình kiểm soát lũ lụt của Tân Cương năm nay rất khó khăn. Theo Đại Kỷ Nguyên đưa tin, kể từ khi mùa lũ chính ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc đại lục bước vào mùa lũ chính vào tháng 6 năm nay, các thảm họa lũ lụt có tuyết tan và mưa lớn đã xảy ra ở một số khu vực và đã gây ra lở đất và dòng chảy của các sông khác nhau đã tăng lên đáng kể và một số đập đang gặp nguy hiểm. Tân Hoa Xã dẫn lời Giang Jilang, Giám đốc Văn phòng Kiểm soát lũ lụt và hạn chế của Sở Tài nguyên nước Tân Cương cho biết trong 2 tuần qua, hơn 40 trận lốc xoáy đã xảy ra nhiều khu vực khác nhau của Tân Cương, khiến 51 người chết và thiệt hại nặng nề về kinh tế. Theo báo cáo, một trận lũ quét ở thung lũng sông Ly đã giết chết 27 người và 3 người bị thương, đồng thời gây ra 84 vụ lở đất và lở bùn do lũ lụt. Từ mấy ngày nay, mưa và tuyết đã xảy ra ở vùng Hami ở phía đông Tân Cương, vùng Athay ở phía bắc, ở vùng Sasu ở phía nam, kèm theo sét và mưa đá ở một số khu vực. Một trận lũ lớn đã xảy ra trên sông Weigan ở phía nam Tân Cương và tình hình ở hạ lưu hồ chứa Kinjin trở nên căng thẳng. Yang Yania cho biết năm nay hiếm có trận mưa lớn trên diện rộng ở Tân Cương. Lượng mưa lớn ở một số khu vực, đặc biệt là sự hội tụ của mùa lũ xuân và thời kỳ băng tuyết, lượng mưa tập trung là nguyên nhân chính dẫn đến lũ lụt thường xuyên. Đồng thời, trong những năm gần đây, do việc khai hoang đồng cỏ trên các sườn núi ở một số vùng, việc đào bừa bãi các loại thuốc nam để phá hoại thảm thực vật, thiếu cây cối trên sườn núi, mưa nhiều đã gây ra các thảm họa địa chất như sạt lở đất và lở núi.
Các thiệt hại khác nhau do lũ lụt ở Tân Cương gây ra trung bình hơn 1 tỷ nhân dân tệ mỗi năm. Theo dự báo của Cục Khí tượng Tân Cương, lượng mưa ở một số khu vực trong thời gian tới sẽ còn rất nhiều, tình hình phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn. Thưa quý vị, lũ lụt Trung Quốc lại tiếp tục căng thẳng ở phía Tây Nam khi có tới 12 con sông, mực nước vượt mức cảnh báo. Mưa lớn đã dẫn đến lũ lụt trên 4 con sông ở Trùng Khánh, phía Tây Nam Trung Quốc, khiến hơn 2.000 người phải sơ tán. Tân Hoa Xã đưa tin ngày hôm nay. Thống kê từ trạm quan trắc thủy văn Trùng Khánh cho thấy, từ 8 giờ sáng hôm qua đến 8 giờ sáng ngày hôm nay, 9 quận huyện bị ảnh hưởng bởi mưa bão và mực nước của 12 con sông vượt mức cảnh báo. Tại huyện Vũ Khê, Trùng Khánh, hơn 270 cửa hàng bị ngập do mưa triền miên. Công an địa phương và cơ quan cứu trợ khẩn cấp đã phối hợp thành lập các đội cứu hộ để giúp các chủ cửa hàng chuyển vật liệu và sơ tán những người bị mắc kẹt đến khu vực an toàn. Cho đến nay, hơn 1.800 người trong huyện đã được sơ tán. Mưa bão cũng đã gây ra thiên tai và gián đoạn giao thông trong huyện. Nguồn điện và viễn thông ở một số vùng nông thôn đã bị ảnh hưởng. Mưa lớn dự kiến sẽ tiếp tục ở các khu vực của Trùng Khánh cho đến ngày mai. Bộ Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Cứu trợ An Án, thành phố đã yêu cầu các quận, huyện và các sở liên quan tăng cường giám sát mưa, thực hiện công tác cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai, đồng thời di rời những người bị ảnh hưởng. Hồi giữa tháng trước, nhiều tỉnh thành của Trung Quốc đã trải qua đợt lũ lụt tồi tệ. Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc có hơn 350 người chết và 60 người mất tích kể từ đợt mưa bão và lũ lụt giữa tháng trước. Ngày hôm nay, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã gia hạn cảnh báo xanh về mưa bão ở nhiều khu vực của đất nước, thúc giục sẵn sàng các biện pháp phòng ngừa. Từ 8 giờ sáng hôm nay đến 8 giờ sáng ngày mai, dự kiến có mưa lớn ở Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Bắc, Hà Nam và Sơn Đông. Các khu vực phía đông của tỉnh Sơn Đông sẽ có lượng mưa lên tới 120-150mm. Các khu vực ven biển Quảng Tây và Quảng Đông cũng như tỉnh đảo Hải Nam sẽ có mưa dông rải rác trong thời gian này. Một số khu vực trong số này có thể chịu lượng mưa trên 60mm/giờ. Trung tâm Khí tượng Quốc gia khuyến cáo chính quyền địa phương chuẩn bị các biện pháp thích hợp để ứng phó với mưa bão, đồng thời nhắc nhở các tài xế về khả năng đường bị ngập nước. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết được mã hóa theo màu sắc gồm 4 cấp, với màu đỏ là cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin kính chào và hẹn gặp lại!